và chào các bạn. Hôm nay nhân dịp đi cắm trại ở Biwako ở dưới vùng Hokuriku thì mình sẽ phỏng vấn một gia đình ở dưới bên dưới Nagoya. Bây giờ mời các bạn cùng theo mình nhé. Chào em. Cho anh hỏi phỏng vấn em về đồ lều với cả niềm đam mê đi trại của em nhé. Thế mời anh ngồi đây. Đầu tiên thì mình hỏi bạn là tên em là gì này, em ở đâu, gia đình em cấu trúc như thế nào không? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Dũng, sống ở Aichi. Cùng tên mình. Vâng, cùng tên admin. Chào Dũng. Thì em thì cấu trúc gia đình là vợ chồng thôi. Mới vợ chồng trẻ son, đúng và còn chưa có con. Được. Đấy thì muốn xây dựng bắt đầu đi từ sớm ấy, để ngày sau nếu mà có con nhỏ thì dẫn đi cả gia đình đi chơi quá vui vẻ cả, đấy. Có điều kiện nhỉ. Được. Thế em đi chạy lâu chưa? Em đi chạy thực ra là mới được 3 tháng, từ cuối tháng 5. Là cái đợt kỳ nghỉ Golden Week đấy. Thì cũng nhân dịp một cái lần là có anh chơi cùng em, anh dẫn đi thôi. Mọi người chắc cũng biết là anh Cường đấy. Cường admin của nhóm này này. Anh cũng đi rất lâu rồi. Thì anh dẫn đi. Thế là em đi, ô thấy thích quá. Thế là em mới sắm đồ đạc các thứ để đi theo. Đúng ra được 3 tháng rồi. Thế là 3 tháng thôi. 3 tháng mà nhìn lều nước trong hoành tráng như này hơi bị ngạc nhiên đấy nhỉ. Mình đi mấy năm rồi còn chưa được như này. Chung 3 tháng nên đồ đạc các thứ vẫn rất sơ sài. Thế mình Dũng đi được 3 tháng rồi, chắc Dũng đi được cũng chỉ được mấy lần thôi đúng không? Thì vậy là trong những cái lần đi chạy thì cái bãi chạy nào mà gây ấn tượng nhất với em? Đúng là 3 tháng nên em mới đi được vài lần thôi. Em cũng trải nghiệm chưa được nhiều bãi. Thế nhưng mà cũng để mà nói bãi em thích nhất ấy, chắc là Fumotopara. Fumotopara. Có nghĩa cái bãi đấy ấy, là thứ nhất về không khí, nó ở trên núi cao nên rất là trong lành, tuyệt vời, sáng ngủ dậy là không khí rất trong lành. Cái thứ hai ấy, cái quan trọng nhất là mình nhìn thẳng vào núi Phú Sĩ. Ngay trước mặt view đúng không? Phải nói là nhìn lên núi Phú Sĩ tuyệt vời luôn. Và khi mà em đi chơi về em up ảnh lên, mọi người cũng wow, quá đẹp. Ai cũng muốn đến đấy để trải nghiệm và chiêm ngưỡng ấy. Xứng đáng là cái thánh địa. Em thấy đấy là tuyệt vời nhất. Đúng rồi, anh cũng thích mà đấy mình đi lần nào mà mấy lần rồi nhưng mà mỗi lần thì nó lại một cái kiểu biểu hiện khác nhau. Không bao giờ chán cả. Lúc thì nó có mây cũng đẹp của mây cũng đẹp. Mà cái lúc nó trong lành, đúng. Trong xanh hết bầu trời, nhìn thấy nguyên một ngọn núi trắng. Mà ngọn núi phải là bạc đầu nhá mới đẹp. Đây là toàn cảnh cái bộ setup của trại của gia đình Dũng này. Bây giờ Dũng có thể giới thiệu cái lều của Dũng được không? Nhìn trông nó rất là chắc chắn, nên mình thử mình xem cái lều như thế nào nhá. Quả lều này của hãng nào em? Lều của em thì hãng Coleman đấy. Coleman, Coleman à, này. Nó là dạng gọi là two-room. Two-room này, widescreen, two-room house. Mà UV Pro. Nó là hai phòng thì nó sẽ có một phòng ngủ, một phòng khách ở đây. Phòng khách rất rộng, mình để được đồ đạc. Chắc chắn đúng không? Thì thử vào xem nào. Cái lều này to mà chắc phết đây này, nhỉ? Rồi, đây. Dũng là cao hơn 1m7 nhé, mà như vào này, rất thoải mái. Và không phải cúi đầu mà trên này là trần là cái khoang này ấy, ý nghĩa của nó là khi mà ngoài trời mưa gió đúng mình rồi. Mang đồ vào đây mình để để tránh mưa bão thứ là ok. Rất rộng. Ê, mọi người mà chưa đi trại hay thắc mắc là thế thì đi trong đấy đi trại ngủ thì mũi giãn hay các con côn trùng ấy thì mọi người là không biết cái phòng này thường thường sẽ không biết cái phòng ngủ này. Đấy trại là nó không chỉ ngủ bên ngoài mà nó còn phòng ngủ bên trong nữa. Hay xin lỗi Dũng tí nhá, đây này. Khu mình cắm này nó rất là tự nhiên này đấy, con châu chấu ở đậu bên ngoài nhưng mà phòng ngủ mình bên trong này nó không vào được đúng không? Phòng ngủ của em thì đây mình giới thiệu luôn phòng ngủ, tất cả trong cái này là cả một không gian này, phòng khách bên ngoài nhá, đấy trong nó treo một cái lều ở như này là phòng ngủ bên trong như này, đấy. Phòng ngủ đây là mình nằm được mấy người đây? Phòng ngủ của em thì người ta giới thiệu là 6 người ngủ được, nhưng mà em đây hiện tại chỉ có hai vợ chồng. Hai vợ chồng nằm đây thoải mái đúng không? Em có sắm cái air mat tổ để ngủ cho nó. Ô của air mat này có vẻ chắc chắn đây này. Cái lều này ấy, mình nghĩ là bình thường họ sẽ nằm dọc kiểu như này này, đấy nằm như này thì được 6 người, đấy. Nhưng bình thường này hai vợ chồng thì nó nằm ngang cho thoải mái, đấy nằm như này là đấy thì thoải mái. Thì một gia đình ấy mà anh 4 người vẫn nằm ok ở cái lều này, đấy. Còn 6 người là hơi bị khít tí đúng không? Đấy, lều rất chắc chắn này. Hai bên này thì là mở ra được đúng không này? Cái cánh này của em có thể nâng lên bình thường. Thoáng tuyệt đối luôn. Đấy, thoáng tuyệt đối luôn đây. Có thể là mình làm đây thành một cái cửa luôn, đúng không? Đấy, ba cánh thành mở cái cửa vào được. Cửa bên này trông rất là bay.
À, được, được, được. Còn nếu mình không thích thì mình đóng lại để cho nó thông gió. Rồi, cảm ơn Dũng về cái lều rất là ấn tượng chắc chắn nhá. Bây giờ Dũng có thể giới thiệu tiếp cho mình là những cái đồ cắm trại nào mà Dũng có vẻ rất là yêu thích không? Em mới đi là nói chung cũng chưa sắm được nhiều đồ ấy, so với các anh chị đi mấy năm trời. Thế nhưng mà đồ đấy em sắm những cái thiết yếu thôi. Cần thiết. Những cái mà bắt buộc phải có khi đi chạy. Ôi, đéo không? Tuyệt vời không? Có con bộ cào luôn đấy. Đấy là tự nhiên. Vâng, thì có nghĩa là đồ mà em thích nhất ấy, có lẽ là cái đèn Colimen. Lý do là vì là thứ nhất là thiết kế nó đẹp, thứ hai là nó rất sáng. Mà cái nó bền lắm, cái này là Nostar đúng không? Nostar. Là cái này 15 Goldman. Năm vẫn dùng bình thường. Đúng rồi, đèn Goldman. Bỏ ngựa, thế nhỉ. Thì mọi người nhìn kỹ là cái hãng Colimen nó đi từ cái đèn này lên này. Đúng rồi. Đấy, đúng nó rồi. Có cái biểu tượng của cái đèn. Đúng đấy, đúng. Thì là chính cái biểu xuất tượng xuất của hãng đèn. Em rất thích cái đèn này. Đấy, đồ thích nhất. Ngoài ra thì nói thêm về cái đèn này ấy. Nó chạy bằng ga đúng không? Nói thêm về cái đèn này là đèn em chạy bằng gas. Thì nó phải xoáy bằng cái bình mà có cái gen này. Đúng rồi, cái bình riêng của nó. Thế nhưng mà cái bình này ấy, thì giá nó rất là đắt, khoảng gần 1 cent một bình. Thế thì mình làm sao mình dùng được cái bình nhỏ này ấy? Nó sẽ có một cái thiết bị như này. Cái rắc chuyển đúng không? Chuyển từ cái bình ga bình thường này hay dùng đấy, ga lon đấy, sang một cái rắc xoáy y như cái bình này. Mình vẫn dùng được bình đấy, bình này. Cái rắc này em mua ở đâu ấy, hay đấy? Rắc này thì ở trên Amazon có bán anh ạ. Của hãng Camping Moon. Camping Moon. Ok. Khá là nổi tiếng đồ kia chạy. Rồi anh sẽ cho cái link lên. Em mua khoảng 930 yên. 930 yên nhưng mà thế thì ngon nhỉ. Nhưng mà mình dùng được những cái ga mà thông thường đúng không? Ga đốt bếp. Những cái bình ga đấy rất là rẻ. Bình thường chỉ 100 hơn 100 yên bình đúng không? Tại vì hầu như đồ của nó đều xoáy gen này. Mình mua để chuyển ga. Đúng rồi, chuyển lắp vào đây. Dùng bình nhỏ vẫn ok. Một cái bình này mình dùng được bao nhiêu lâu em? Một buổi tối thì em dùng mấy bình hay là? Em nghĩ là một bình này dùng buổi tối không thể hết được. Thế thì quá kinh tế, bởi vì 100 yên mà thắt thế thì quá ngon, chứ còn bình này mấy trăm yên mà. Bình này thì nói em đi chạy bao lần rồi vẫn chưa hết. Em bơm. Nhưng mà nó đắt hơn đúng không? Đắt hơn. Bình này thì bình đắt. Này bao nhiêu tiền? Sen. 980 yên. Bằng chính bình này. 100 yên một bình. Dùng thoải mái. Bây giờ là trên đấy rất là nhiều người hỏi là đi thì là dùng cái đệm gì đúng không? Đúng rồi. Đấy, mình xem cái đệm này nè. Cái đệm này rất là chắc chắn này. Đệm của em là bơm 10 phân đúng không? 10 phân. 10 phân. Mà nó tự phồng lên. Cái này có một cái hay là mình không cần phải một cái thiết bị bơm nào khác. Mà cái này, cái van này của nó là nó có đầu ra đầu vào. Van một chiều thôi. Khi mình bơm vào là nó chỉ có vào, không ra được. Mà khi mình muốn xả ra thì mình mở này là nó tự phì ra. Thế là mình chỉ dồn hơi ra thôi. Ngon phết nhỉ. Còn khi mình muốn bơm vào thì mình mở để cho hơi nó tự vào. Nằm cái này thoải mái không em? Nằm có chắc chắn không? Cái này cực kỳ sướng. Nó như kiểu là không đệm bị hơi, đệm lò xo ở nhà luôn này. Mà nó cứng lắm chứ không phải là nó lùng bùng đâu. Em thử nằm anh xem cái được không? Ngồi lên thôi, ngồi lên thôi, đỡ phải bỏ dép. Đấy. Đấy em vừa xì hơi rồi. Xì thì nó thế thôi đúng không? Nhưng mà nằm thì thoải mái. Mình ngồi lên thì nó sẽ lõm nhưng mà nằm lên là nó phẳng ra. Ngon. Mà đi chạy này cái giấc ngủ nó quan trọng. Đúng rồi. Mình mà ngủ mệt mới khỏe, sao chơi thì chơi cho thoải mái được đúng không? Đấy mình thực ra là thấy đồ của Dũng rất là gọn mà nó rất là kiểu mà thiết thực ấy. Mình thấy cái góc bếp kia này rất là gọn mà lại đầy đủ. Dũng có thể giới thiệu mình một tí về cái góc bếp của Dũng không? Dạ vâng. Thì ban đầu em mới đi thì em chỉ đun cái bếp ga mini thôi. Nhưng mà nó gió nó thổi vào làm cho tốn ga. Lên đời của bếp này lên à? Thì cái bếp Coleman. Thì cái bếp này nó chắn gió này, rồi là bếp đôi này. Mình lắp bình vào đây, đấy. Nên mình vừa cái chia sẻ này. Bếp là powerhouse, là two burner đúng không? Là hai bếp luôn này. Mà cái của bọn Coleman nó rất hay là mình chắn có gió. Cái tre như này là đi gió riết là khi mình gặp thoải mái. Cái lại nó rất là gọn như đúng một cái bàn thôi. Thì cái bếp này cũng phải dùng cái bình ga này. Mình đã dùng phương pháp này để đổi bình ga. Đấy, đổi ra cái này dùng là rất là kinh tế này. Các bạn nhìn này. Đấy, bếp của Coleman mà mình dùng ga phổ thông như này thì mình đi mình đỡ không sợ bị tốn. Thôi dùng thoải mái. Mua cái bếp này cũng chưa xong, phải có cái giá để bếp. Lại phải mua thêm cái giá. Mua thêm cái giá đúng không? Cái giá này có cần phải chuyên của Coleman không hay là không cần, giá này thì không? Rất nhiều hãng có thể để được. Mình trô xe được cái chiều này. Cái đấy mình xe dịch được. Trô xe được độ cao luôn. Được cả độ cao luôn. Cả về ngang nước cái bình nước này cũng cần thiết này. Nấu nướng các thứ mình đỡ chạy ra cái khu lấy nước. Cái bình nước này là 12 lít đúng không? 12 lít là vừa, mình bê vừa không quá nặng. Nói chung mình rửa bát đũa xong mình có cái phơi để cho nó khô bữa sau còn ăn. Đúng rồi, rất cơ bản. Đây
cái cây này, cây treo cây đèn này, treo đèn mình khá là thích cái cây này, treo đèn này xong rồi kết hợp luôn với cả treo cái phơi bát luôn hả? À, được. Cái cọc này thì mình mua thêm 100 yên cọc vào đây. À, đồ 100 yên rồi, đúng không? Rẻ ra, rẻ thôi. À. Đấy rồi thùng rác này thì nhiều người cũng không quan tâm lắm. Ờ, cái thùng rác này rất là gọn đúng không? Bình thường là mình đậy lại được cái này. Đấy. Khóa lại này. Khóa lại. Nhưng bình thường gì là ép lại nhà mỏng như một tờ giấy luôn. Cái này này ép lại à? Cái này em mua ở đâu này, của bọn nào mà hay này? Cái này thì em mua của Chun Bác em mất cái thực ra cái túi này nó đựng dụng cụ ấy. À, cái này để đựng kiểu mà dụng cụ rất là dày. Nhưng mình chắc chắn mình dùng đựng rác luôn được. Cho cái túi ni lông ở đây. À. Khi mình vứt cái này hay đấy, nhất là khi mình đóng lại được, bởi vì khi nhiều khi mà đi rừng núi có những cái con động vật mà bọn mèo miếc hay ra. Nó phá, nếu mà mình để hở bên ngoài thì nó mình sẽ banh hết ra. Sáng có khi cái con quạ động vật nó vào nó công. Đúng rồi. Tuét ra mình phải cái này thì mình khóa lại phát này là sạch sẽ này, gọn này, mà khi không dùng nữa mình sập vào xuống lại được. Cái này hay đấy, rất là gọn. Cái này em mua nhiêu tiền? Em mua khoảng 2 sen thôi. 2 sen, gọn gàng nhỉ. Đấy, cái này là rất là nhiều người bị ấy, bởi vì mình đi rác hay kiểu vứt túi tiếc lông nha lông nhôm ấy. Rác thì mình đi chạy mình chú trọng ở đâu không biết, nhưng mà ở Nhật ý thì nó rất là chú trọng đi đường sạch sẽ mà không may mà mình về một cái mà còn thừa rác là để lại mang tiếng ra, đúng rồi. Sau những người đi sau người ta mang tiếng thì mình không nên để lại điều chuẩn đấy. Đấy mình thấy cũng không cần phải nhiều đồ đâu, chỉ cần những cái đồ rất là cơ bản thế này thôi. Đấy, một cái bếp đúng không, cái để nước và cái để rác, thế là cái khu bếp của mình là ok. Đấy, ngoài ra là mình ghế ghiếc bàn này, đấy nó rất là đơn giản như vậy thôi. Còn khi nào mà mình dùng nhiều đi nhiều thì mình có thể nâng cấp, mình mua nhiều những cái đồ tỉ mẩn sau đúng không? À đây còn quả gì, thùng lạnh đúng không? Thùng này để trữ lạnh. Cooler box đúng không? À. Tất cả những cái đồ ăn đồ uống các thứ, nước lạnh các thứ mình cho đây. Trước khi đi mình ra siêu thị mình lấy cái đá free. Lấy cái đá của nó cho vào đúng rồi. Để giữ được đồ ăn các thứ để ăn được 1-2 ngày luôn. Không hỏng. Đấy. Thùng này là 50 lít đúng không? 50 lít to phết đấy của bọn Southern Post này. Mà nó có cái kéo kia đúng không? Cái bánh đấy, kéo kìa. Hoặc là bánh kéo đi thì đỡ phải vác nặng. Đúng rồi, thường những cái to như này phải kéo này thì nó sẽ nhẹ. Hoặc là có thể hai bên canh. Hoặc là cái đây gọi là cái hộp để đồ đúng không? Những cái đồ từ cho nó gọn. để tẻ cho vào đây cho gọn gàng. Những cái đồ đi chạy mình cũng hay dùng riêng nên là tất cả đi về là để nguyên như vậy. Tống vào đấy đúng không? Cho vào kho. Không phải là mình lại dùng cái không đồ dùng chung. Sử dụng hàng ngày nữa, không dùng chung, dùng riêng hết. Đúng rồi. Gọn gàng quá nhỉ. Thanh niên mới đi mà gọn gàng này hơi bị không phục ấy. Gọn hơn cả mình bao lông nhôm. Càng nhiều đồ càng bừa. Anh hỏi Dũng là Dũng đi chạy thì trong Dũng thích nhất những cái khoảnh khắc nào, thích nhất những cái hoạt động nào khi mà đi chạy? Đi chạy thì có rất nhiều cái thích. Thế nhưng mà để trước khi nói cái thích đấy mình phải nói cái mất đã, cái được cái mất. Công bằng. Tại vì là đi chạy mất những cái gì này? Thứ nhất mất thời gian, mất tốn khá nhiều tiền. Tiếp theo nữa là vất vả. Không ai muốn là đi rừng, đi chạy rồi đi ra hồ hết các thứ để cắm dựng lên bao nhiêu công sức đúng không? Hai ngày cuối tuần coi như là hết. Thì những cái đấy là những cái mất. Vâng, đấy là cái vất vả. Thế nhưng vì sao mình đánh đổi như đấy? Nó phải có những cái được thì mình mới đánh đổi như vậy. Thứ nhất là khi mình đến những cái khu trại này, mình có một cái không gian nó khác biệt hoàn toàn so với không gian ở nhà. Mình được fresh, rồi là mình được thư giãn, mình được trải nghiệm sống hòa cùng thiên nhiên. Cái đấy là cái em rất thích. Mình được sống ở những cái khu thiên nhiên nó tươi đẹp như vậy, hòa mình vào nó, ăn uống ngủ nghỉ tất cả mọi thứ ở đây. Cũng giống như những người mà thích đi du lịch á, mình đi du lịch nhưng mà mình đâu có được ngủ ở đấy, ăn uống ở đấy, sinh hoạt ở đấy đâu. Mình thuê hotel, nhưng mà đây đi kem lại khác ở chỗ. Mình coi như đây là một cái hotel của mình, hotel di động. Đây là hotel nằm nhìn ra ngoài. Cảm ơn Dũng về những cái chia sẻ rất là quý báu. Người mới đi chạy nó đã là những thông tin tham khảo rất là tốt cho những người mà đang kiểu là cân nhắc muốn đi chạy không. Cảm ơn Dũng nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của nhà Sakura. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhà mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.